Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc cuống cuồng bảo vệ vật báu, tăng xả lũ đập Tam Hiệp sau vụ vỡ đê Động Đình. Đập Tam Hiệp Trung Quốc mở 9 cửa xả lũ để tăng sức chứa khi lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử đổ về. Thông tin từ báo Lao Động. Hình ảnh đập Tam Hiệp mở 9 cửa xả lũ được Tân Hoa Xã đăng tải ngày 16 tháng 7. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, đập Tam Hiệp xả lũ tại hồ chứa vào ngày 15 tháng 7 để tăng không gian đón nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử. Theo ChinaNews.com, ngày 16 tháng 7, đập Tam Hiệp đã tăng lượng xả lũ lên 43.000 m khối một giây để chuẩn bị cho lũ lụt ở Hồ Bắc. Trong khi đó, cùng ngày, đài CGTN thông tin những trận mưa như chút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử làm tăng tốc độ nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục 165m vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Đập Tam Hiệp hiện đã mở 9 cửa xả lũ, với tốc độ xả lũ tăng dần lên gần 44.000 m khối một giây. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng xả lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp nếu cần thiết. Nhiều khu vực ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã ghi nhận mưa xối xả từ đầu mùa mưa lũ. China Daily thông tin ngày 12 tháng 7, đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ lần đầu trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm 2024. Việc xả lũ ở dự án thủy điện lớn nhất thế giới nhằm giảm bớt lo ngại về kiểm soát lũ ở thượng nguồn khi mưa dự kiến di chuyển về phía Tây Trung Quốc dọc theo sông Dương Tử. Thời điểm đó, đập Tam Hiệp mở hai cửa xả lũ với lưu lượng dòng chảy tăng dần từ 27.000 m khối trên giây lên 31.000 m khối trên giây. Ngày 10 tháng 7, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 159,9 m, cao hơn 15 m so với mức bình thường. Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo, trong 10 ngày liên tục từ ngày 10 tháng 7, mưa lớn xảy ra ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ khiến nước lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử dâng cao đáng kể. Đập Tam Hiệp đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu tác động của nước từ thượng nguồn sông Dương Tử, giảm bớt đáng kể tình hình kiểm soát lũ lụt ở Hạ Lưu. Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Đập Tam Hiệp dài hơn 2,3 km trên sông Dương Tử, con sông dài thứ 3 trên thế giới. Đập Tam Hiệp cao 181m và có thể chứa hơn 39 tỷ mét khối nước. Trung Quốc bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp từ cuối năm 1994, thân đập hoàn thành vào năm 2006 và tổ máy phát điện cuối cùng được lắp đặt năm 2012. Sau khi hoàn thành, công suất lắp đặt của đập Tam Hiệp đạt 22.500 MW, gấp 1,6 lần đập thủy điện lớn thứ hai thế giới và đập Itapun nằm giữa Brazil và Paraguay, theo Đại học Stanford. Mưa lũ kỷ lục gieo rắc áp lực cực độ cho đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất Trung Quốc, đang rơi vào tình trạng báo động nghiêm trọng giữa làn sóng mưa lớn gây ra những thiệt hại nặng nề ở khu vực Tây Nam Trung Quốc. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, lượng mưa kỷ lục tại Trùng Khánh đã khiến lũ lụt lan rộng, ảnh hưởng đến hàng chục quận và huyện, dòng nước của 29 con sông dâng cao. Các hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy một thị trấn trong khu vực bị phủ lấp bởi bùn đất. Cơn mưa lớn đã gây thiệt hại cho hơn 40.000 người dân, buộc chính quyền địa phương phải ra lệnh sơ tán khẩn cấp tại một số khu vực, theo báo cáo từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Hoạt động tại ga xe lửa Trùng Khánh cũng bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến hàng chục chuyến tàu phải hoãn lại. Cùng ngày đó, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức 3 trong hệ thống ứng phó 4 cấp, với cấp 1 được xem là tình huống nghiêm trọng nhất. Điều này cho thấy mức độ căng thẳng và sự cấp bách của tình hình lũ lụt hiện tại ở khu vực. Các nhà chức trách Trung Quốc đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng dọc lưu vực sông Dương Tử khi mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng lên mức kỷ lục 161,1m vào ngày 11 tháng 7. Tình trạng này đặt ra câu hỏi về khả năng đập Tam Hiệp
chịu đựng được áp lực từ lượng nước lớn sắp tới và sự an toàn của các khu vực hạ lưu sông. Trong bối cảnh dự báo về một đợt lũ mới đang tiến tới hồ chứa đập Tam Hiệp vào ngày 16 tháng 7, chính phủ Trung Quốc đã huy động một loạt biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm nay. Tân Hoa Xã cho biết, giới chức đã tập trung nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ hoạt động cứu hộ, cung cấp vật tư khẩn cấp và hỗ trợ tái thiết sau thảm họa. Khi lũ lụt do mưa kéo dài đã tàn phá nhiều khu vực trên khắp đất nước, biện pháp đầu tiên được áp dụng là triển khai đoàn kiểm tra đến những khu vực rủi ro cao nhằm nhanh chóng đánh giá tình hình và chuẩn bị phương án ứng phó. Đồng thời, hệ thống giám sát và cảnh báo sớm đã được tăng cường để có thể sơ tán người dân kịp thời trước khi thảm họa xảy ra. Công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai cũng được đẩy mạnh với sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng cấp cao. Chính phủ Trung Quốc thông báo rằng trong 6 tháng đầu năm nay, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 93,16 tỷ nhân dân tệ, khoảng 12,83 tỷ USD cho đất nước này. Các thiên tai bao gồm lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan đã ảnh hưởng nặng nề đến hàng triệu người dân và gây ra tình trạng sơ tán khẩn cấp. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất từ thiên tai đối với nước này trong nửa đầu năm kể từ năm 2019. Các vùng bị ảnh hưởng đã ghi nhận 322 người mất tích hoặc tử vong, gần 856.000 người phải sơ tán khẩn cấp và 23.000 ngôi nhà bị phá hủy. Đặc biệt, khoảng 3,17 triệu hectare đất trồng cây cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Tác động từ các thiên tai đã làm gia tăng nặng nề hơn so với cùng kỳ năm trước, khi nền kinh tế Trung Quốc phải ghi nhận thiệt hại lên đến 38,23 tỷ nhân dân tệ và 95 người mất tích hoặc thiệt mạng. Trong suốt năm 2023, gần 49 triệu người dân tại Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng từ những thiên tai này, khẳng định rằng quốc gia này đang đối mặt với những thách thức khôn lường từ những biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Đập Tam Hiệp không chỉ là một công trình thủy điện lớn nhất thế giới mà còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho Trung Quốc, từ việc kiểm soát lũ lụt đến cung cấp năng lượng tái tạo và cải thiện giao thông đường thủy. Một trong những lợi ích chính của đập Tam Hiệp là khả năng kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử. Đập này cũng giảm nguy cơ lũ lụt cho các khu vực hạ lưu, bảo vệ hàng triệu người dân và tài sản khỏi những trận lũ lụt nghiêm trọng. Trước khi đập Tam Hiệp được xây dựng, các tỉnh dọc sông Dương Tử phải dựa vào các biện pháp tạm thời như đề điều và hồ chứa nước để giảm thiểu thiệt hại từ lũ lụt. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới, cung cấp một lượng lớn năng lượng tái tạo cho Trung Quốc với khả năng sản xuất 22.500 MW điện. Đập này đáp ứng một phần quan trọng trong nhu cầu năng lượng của quốc gia này. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và khí thải carbon. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã cải thiện điều kiện giao thông đường thủy trên sông Dương Tử. Đập này tạo ra một hồ chứa lớn giúp tàu thuyền di chuyển dễ dàng hơn và tăng khả năng vận chuyển hàng hóa. Điều này đã thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và tăng cường giao thương nội địa, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Với những lợi ích to lớn mà nó mang lại, đập Tam Hiệp không chỉ là một công trình hạ tầng kỹ thuật mà còn là biểu tượng của sự tiến bộ và phát triển của Trung Quốc trong việc quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Mặc dù đập Tam Hiệp mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội, nhưng cũng không thiếu những vấn đề môi trường và an ninh sinh học mà nó gây ra. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã dẫn đến ngập lụt diện tích lớn, làm mất mát đáng kể các diện tích rừng và biến đổi hệ sinh thái. Hàng loạt loài động thực vật bản địa đã bị đe dọa và mất đi môi trường sống truyền thống của chúng. Sự tồn tại của hồ chứa nước lớn tại đập Tam Hiệp đã làm gia tăng nguy cơ động đất và sụt lún trong khu vực. Trọng lượng khổng lồ của nước trong hồ chứa đã tạo ra áp lực lớn lên vỏ trái đất, gây ra những trận động đất nhỏ nhưng thường xuyên, đặt ra nhiều lo ngại về an toàn cho các khu vực xung quanh đập. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã buộc hàng triệu người dân phải di dời khỏi khu vực bị ngập. Nhiều cộng đồng đã mất đi nơi sinh sống truyền thống, gặp nhiều khó khăn trong quá trình tái định cư. Một số người dân bị tái định cư
đã phải đối mặt với vấn đề về sinh kế và điều kiện sống sau khi di dời. Mặc dù đập Tam Hiệp được xây dựng để kiểm soát lũ lụt nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những trận lũ lụt nghiêm trọng, đặt ra câu hỏi về khả năng của đập trong việc kiểm soát lũ lụt, đặc biệt là khi mưa lớn kéo dài và đập phải xả lũ, gây ngập lụt ở các khu vực hạ lưu như trường hợp của Trùng Khánh gần đây. Những thách thức và mối đe dọa từ đập Tam Hiệp đòi hỏi sự quản lý tỉ mỉ và các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả để cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đảm bảo sự bền vững cho cả nền kinh tế và xã hội của Trung Quốc.